Đảo những người vô tích sự. Tập 22. Господин Сурасак. Ông Surasak, doanh nhân đến từ Hồng Kông. Cứ 7 giờ sáng thường đi dạo trên bờ biển. Khoảng 8 giờ trở về ăn sáng. Nhận được thông tin ông ta chết lúc 7 giờ 21 phút. Ông ta làm gì? Buôn bán bất động sản. Kinh doanh khách sạn. Tóm lại là doanh nhân đáng tôn trọng. Này, cậu tốn công vào đây làm gì? Ở nhà nấu mặn thắng cũng được. Thôi đi, mặn thắng gì chứ? Tôi đón bạn từ thế giới bên kia, trở về đấy. Còn cậu lại cứ mặn thắng với chả há cảo. Xin chào, xin mời vào ạ. Cảm ơn. Các ông muốn uống gì ạ? Cho nước lọc. Còn ông là gì ạ? Thế thôi, tôi cai rượu rồi. Tôi cũng nước lọc nhé. Vâng ạ. Chỉ có ba người biết chi tiết. Cậu tay phó nháy dù ra là kẻ tống tiền, chúng ta và cả tớ nữa. Cậu hiểu không? Chẳng ai cần cái chết của cậu hết. Thằng ấy thì có lợi gì chứ? Nó có bà, có thể nó muốn bà nó tiêu đời. Có nhớ là bà ấy có căn hộ hay nhà cửa gì đó. Nhưng nó giết cậu để làm gì chứ? Chuyện này tớ không hiểu. Còn lợi ích của tớ à? Chính cậu cũng hiểu rồi đấy. Thế cậu có biết hết người mua tour du lịch cho khách không? Biết đâu được, mọi thứ đều làm qua thằng Yura cả. Tệ thật. Thằng đó giờ đâu còn giúp được ta. Sao vậy? Ông Ryacin bảo tôi là nó đã tự tử rồi. Nhảy từ tầng 9 xuống. Ra vậy à? Kỳ lạ thật đấy. Đúng là kỳ lạ thật. Giờ ta phải tự xoay sở với chuỗi mắt xích này. Cơ quan an ninh không có kết quả. Còn tôi và cậu sẽ làm gì? Ta sẽ làm được. Sáng mai cậu đến văn phòng. Tìm hiểu xem Nelly có đấy không. Xem công việc cô ấy thế nào. Tôi rất lo ngại cho cô ấy và Sasa. Tôi lo họ bị nguy hiểm. Ừ, phải rồi. Các ông chọn gì chưa ạ? Nhà hàng mình có mặn thắng không? Không ạ. Không có mặn thắng mới lạ chứ. Đây là đơn đặt món cho bữa tối tại phòng. Đây là hóa đơn giặt quần áo. Đây là đặt taxi. Đi đâu? Xin chờ chút. Đến bãi đổ trực thăng ở sân bay. Tay Vatan này là trợ lý của Veronica. Giờ lấy taxi cho khách sạn. Ngồi chờ ra tòa. Liệu tội lỗi ấy hắn bị xử bao lâu? 2 năm bốc lịch. Nhưng có thể ngồi tù luôn nếu tiếp tục phạm tội. Còn tội giết 12 người thì cậu thừa biết là nghiêm trọng rồi. Gửi mùi tù chung thân rồi. Đó, lý lẽ là vậy. Có để đâu rồi nhỉ? À kia, 2 tháng rồi vẫn nằm đó. Dạ, thành xe tuyết rồi. Đi các bạn ạ.
Chào ngài chỉ huy. Đây là điều tra viên. Ông ấy muốn biết về chuyến bay do ngài Surasat đã đặt 2 ngày trước. Ông nhớ chuyến này chứ? Dĩ nhiên tôi có nhớ. Trực thăng bay đi đâu? Tôi không rõ. Là đơn hàng cá nhân, có lẽ bay dạo biển. Thế ai thực hiện chuyến bay? Phi công Navarat. Liên lạc với anh ta thế nào? Chúng tôi được tin phi công Navarat đã tử nạn hồi sáng. Anh ấy bị xe cán chết. Đi ra. Chờ chút. Xuất hiện rồi à. Bỏ tay ra. Trước đây chẳng có lúc nào. Suốt ngày công việc dự án mới. Dĩ nhiên thời đó làm sao chúng tôi với tới anh được. Chỉ biết chui đầu tính tiền không đấy. Thôi đi mà, cô có điên không đấy? Điên chứ. Giờ người như anh tôi có đầy, hiểu không? Thì chẳng qua do hoàn cảnh cuộc sống cả. Gena, nói đi. Anh cần gì ở tôi? Tôi rất cần số liên lạc mới của Nelly, địa chỉ của cô ấy, có thể cả số điện thoại mới nữa. Hết chưa? Cái này dành cho anh vì những dự án mới. Tôi thấy Nelly của anh có mỗi một lần thôi. Cô ta bật vô âm tín sau khi có điều tra viên đến công ty đấy. Ông sẽ phải chịu trách nhiệm mọi chuyện. Một khi mày chưa khai kho báo ở đâu, Junio, mày sẽ còn phải chịu khổ nhiều đấy. Mọi chuyện ở trong tay mày. Chỉ một lời của mày thì mọi chuyện sẽ êm thấm. Khai mau, mày giấu kho báo ở đâu? Vui lòng lấy giúp đồ. Chào anh Vatan Grigorievich. Im, đừng có động đậy. Không lại làm tôi sợ đấy. Giữ cần số đi. Ông là ai? Nhìn phía trước. Tôi là người giúp anh giữ mạng. Nghĩa là gì vậy? Nghĩa đen. Giờ bình tĩnh nhấn ga và đi thẳng. Hiểu không? Hiểu, vậy cuối cùng là ông muốn gì? Im, có chị Veronica Andrena gửi lời chào đến anh. Sếp cũ của anh, nhớ ra chưa? Nào đi đi, đi ngay đi. Lời chào gì chứ? Ông nói sao? Cô ta chết trong chuyến du lịch rồi. Chị ấy còn sống và khỏe mạnh, sẵn sàng đưa ra bằng chứng chống lại anh. Còn tôi cũng biết hết về công ty du lịch Con đường hạnh phúc rồi. Chỗ anh mua vé cho chị ấy. Tôi cũng biết hết về ý đồ thực chất của khách hàng công ty này. Chạy đi đâu hả? Đứng lại ngay. Ta hãy thỏa thuận nào. Vatan Grigorievich,
Anh tự nghĩ xem, chỉ việc anh cưỡng tài sản nhà nước, anh cũng có thể bị kết án. Còn vì âm mưu giết Veronica, chắc anh ngồi bốc lịch dài dài đấy. Xong tôi có thể giúp anh. Hãy kể hết mọi chuyện anh biết, tôi sẽ không kể lại với điều tra. Ông bảo đảm chứ? Túi tôi đang có điện thoại của điều tra viên cơ quan an ninh Riazin đây. Nếu tôi muốn báo cho họ, ta đã chẳng chơi trò đuổi bắt nhau thế này. Thế nào? Các anh gọi cho tôi phải không? Xin chào. Xin chào, mời vào. Các anh vào đi. Nói chung chúng tôi, khu vực chúng tôi rất tốt, yên tĩnh, hàng xóm bình thường. Các anh cứ xem đi. Phòng ốc giống như quảng cáo của môi giới đấy. Bố trí hợp lý. Đây là phòng tắm, toilet. Bếp rộng, thoáng đãng. Trần cao. Giờ nhà kiểu này không còn xây nữa. Tôi không định bán đâu. Nhưng con gái sắp lấy chồng. Các anh vào đi. Căn phòng được đấy, ta lấy chứ. Chúng tôi đến từ cảnh sát. Chị Nina Balona. Cái gì? Đại úy Andreev. Và đây cũng là đại úy. Đại úy Gennadiev. Vâng, thế này nhé. Chúng tôi đã bắt giữ giám đốc hãng du lịch Con đường Hạnh phúc, Khlynov Yuri Alexeyevich. Anh ta đã thú nhận và khai tất cả. Anh ta khai chuyến du lịch mà chị đẩy chồng chị và con gái anh ấy được cố ý tổ chức dành cho khách hàng muốn thoát khỏi người ruột thịt của mình, bị coi là vô tích sự, chẳng ai cần. Nina Balona, chúng tôi đang điều tra vụ án của chị, vì thế cần thẩm vấn chị vài câu. Chị đi theo chúng tôi hay ta tiến hành tại đây? Ở đây ạ. Chị cần chuyển tiền vào ngân hàng trước 2 giờ chiều. Còn đây là giá vé đặc biệt dành cho chị. Thế còn bảo đảm thì sao? Không có bảo đảm nào hết. Đùa phải không? Anh có nhận đô la không? Có, theo tỷ giá ngân hàng trung ương. Có cần thế không? Hay anh ghi cho tôi hóa đơn bình thường thôi? Được, vì chị cho chồng con đi chuyến du lịch bình thường mà. Với số tiền này có thể bay vào vũ trụ được. Muốn rẻ nữa thì chỉ có làm hợp đồng bảo hiểm hoặc giới thiệu. Giới thiệu là gì vậy? Chị tìm thêm người muốn được đi chuyến du ngoại thú vị này của chúng tôi. Lúc đó sẽ được hạ giá tối đa. Tôi không muốn họ gặp chuyện tồi tệ. Tôi không biết. Chị bình tâm đi. Tôi có hỏi Yuri rằng anh ta hứa, anh ta nói là chuyến đi tuyệt đối an toàn, rằng họ ở đâu đó như đi nghỉ dưỡng 3 năm. Từ đâu chị biết về chuyến đi này? Yêu cầu khai trung thực. Từ chị khách hàng thường xuyên của tôi, Ala Yukova. Chị biết địa chỉ chứ? Có. Phố Libetkaya, nhà 5, căn hộ 16. Nếu có vấn đề gì nữa, chúng tôi sẽ gọi cho chị. Có thể các anh còn trở lại nữa chứ? Hiện chị không được bán nhà cho đến khi kết thúc điều tra, rõ chứ? Tất nhiên tôi hiểu. Còn nữa, chúng tôi có thể cần đồ đạc của chồng chị đấy. Tạm biệt. Cô biết con nghĩ gì không? Chúng ta có mặt ở đây là vì lý do nào đó đấy. Tức là có lý do chúng ta đã quấy rầy ai đó. Thế Lydia Alexeyevna kia có quấy rầy ai đâu? Có thể chị ấy ở đây vì cái gì đó chăng?
Bố này, gì con? Bố có nhớ vợ mình không? Katia, ta thôi chuyện này được không? Hôm nay là sinh nhật ba Sa. Thế à? Katia, lại đây với chị nào. Chú Vadim ơi. Gì đấy? Chuyện gì xảy ra nếu bão ở đất liền hoặc thời tiết xấu không bay được? Ồ không, chẳng có đâu. Cốt sao là để ai đó tới cứu chúng ta, không bị trôi dạt đi chỗ khác. Sao rồi? Cháu có nhớ bố mẹ không? Dạ thì cháu có ai khác nữa đâu. Ừ phải rồi. Đây rồi, tòa số 1. Tòa số 3 kia. Kia rồi, để tôi hỏi. Xin lỗi cho hỏi tòa số 2 ở đâu nhỉ? Kia kìa, vâng cảm ơn. Andriuka, lại đây. Các anh ơi, giúp em khênh cái tủ này xuống được không? Không vấn đề gì. Cẩn thận cho chút ạ. Không bị xước mất. Kẻo mụ vợ vặn cổ em mất. Cậu họ du cớp à? Vâng, du cấp. Sao có anh lại biết? Cậu giống bố quá. Nào đưa đây. Thằng quỷ. Mà sao có anh lại biết bố em? Sao biết à? Biết chứ. Chúng tôi với bố cậu đi cùng chuyến du lịch. Bố mẹ cậu còn sống. Chúng tôi nói chung đều được cứu sống. Giờ bố mẹ đâu ạ? Sao họ không trở về? Giờ họ đang ở đảo, không xa chỗ xảy ra đắm tàu. Họ sắp có mặt ở Moscow rồi. Ai khuyên cậu đặt vé công ty này? Ai bảo hả? Chuyến đi này ai đặt? Ala làm tức. Em đang nghĩ về bố mẹ anh. Ala, thì mình bàn rồi còn gì. Nếu giờ thuê phòng cho bố mẹ thì buộc phải trừ đi nhiều khoản. Cứ để bố mẹ ở cùng mình được chứ. Thì cứ vậy. Anh này, hai người đã đi nước ngoài bao giờ chưa? Em đùa đấy à? Với bố mẹ, Moscow là nước ngoài rồi. Cô bé cắt tóc bảo với em là cho người nhà đi du lịch Thái Bình Dương đấy. Hay mình cũng cho hai cụ đi. Chắc đắt lắm. Thì mình lấy từ tiền định mua áo lông. Em mua sao cũng được. Thôi đi em, đừng đùa nữa. Không, chỉ là em yêu cả nhà họ du cướp. Vậy cũng được. Nhưng em nghiêm túc đấy chứ. Hội quân vác phước lộng trọng giấy dán tường ở lối đi kia kìa. Chắc vị nữa cẩn thận hơn đấy chứ. Vợ cậu đấy à? Ala, bố mẹ còn sống đấy. Chuyến đi du lịch cô ta đẩy bố mẹ cậu đi là giả mạo. Tất cả du khách chuyến này lẽ ra được đưa lên đảo hoang trong 3 năm. Chuyến này là cô ta thừa biết. Anh ấy nói đúng chứ? Các anh nói gì thế chứ? Ala sao? Đúng vậy đấy. Rất tiếc đó lại là sự thật. Phải, nhưng tôi đâu có muốn họ chết. Chỉ đơn giản là em muốn sống cho mình. Đúng hơn là cho chúng ta, anh hiểu chứ? Kìa Gena, nhanh lên, nhanh lên. Mày là đồ chó. Ai nói với cô về chuyến đi? Trả lời mau. Tôi không biết gì hết. Sao lại không biết? Tôi thả anh ta ra bây giờ. Không, hãy khoan.
Anh Điêu Kha, mở ra đi. Nhanh lên. Tôi xin các anh đừng nói gì với chồng tôi. Tôi có bạn trai, đúng hơn là tình nhân à. Không, bạn trai thôi, Yuri Khonikov. Tôi không biết anh ấy làm gì. Anh ấy bảo mọi người chỉ đi có 3 năm thế thôi. Nhưng chính họ có lỗi, làm cho tôi phát ngáy với những chai bà lọ. Đồ nhà quê. Vào nhà đi. Rồi, xong rồi, cô ta đi rồi. Chúng tôi mở cửa đây. Bình tĩnh lại chưa? Rồi, bình thường rồi. Xuống nào. Đồ súc sinh. Thôi yên nào, mọi chuyện ổn rồi. Tất cả đều còn sống. Phải, tôi bình tâm rồi. Tôi biết làm gì bây giờ hả các anh? Chuyện này các cậu tự quyết định. Dừng lại. Mang hết đồ quay lại. Mọi thứ trong căn hộ cũng mang hết đi. Tôi nghĩ lại rồi, tôi không thèm đồ đạc gì nữa. Thế mới phải chứ. Masa, mình có nghĩ Vaska cũng biết về hòn đảo không? Mình nghĩ đi, Betia. Giờ không nên nghĩ chuyện đó. Em quay lại ngay nhé. À, tôi mang dừa đến. Nó thanh lọc, làm sạch tĩnh mạch, tốt cho thị lực nữa. Anh ấy bị thương ở vai. Chào anh. Anh sao rồi? Còn sống, cảm ơn. Tôi mang dừa đến. Vitamin đủ loại đấy. Cả bản tuần hoàn đấy. Giống hồi thời chiến, dùng làm nước tăng lực ấy. Đây, anh uống đi. Chúc mau khỏe. Anh còn có ích cho chúng tôi nhiều. À, ý là có ích cho đất nước đấy. Khỏe nha. Savely Timofeyevich. Gì vậy? Lại chiến dịch tranh cử đấy à? Savely Timofeyevich. Anh cứ đùa. Thế tức là đang bình phục đấy. Vậy thôi, chúc anh khỏe. Lạ nhỉ. Cái món mặn thắng đơn giản này, bên trong chỉ có chút thịt, ít bột. Vậy mà loài người phải trải qua quãng đường dài mới làm ra viên mặn thắng đấy. Con người phải gieo hạt, thu hoạch lúa mì, phải làm ra bột mì, rồi nuôi gia súc. Cậu thao thao xong chưa? Ừ, xong. Có tìm thấy cái này. Đây là lịch diễn kịch. Có Volnyasky và Volnyankaya. Nếu chiều họ diễn thì nghĩa là sáng họ tập. Mai ta đi từ sáng. Cậu nhìn cho rõ mặt nhé. Trên ảnh là khuôn mặt đáng yêu, nghệ sĩ cơ mà. Thật là đồ đê tiện. Muốn thoát khỏi đứa con bệnh tật của mình. Mà thằng bé đó không hề bệnh đâu. Ra vậy á? Phải, nó giả vờ đấy. Thật thế à? Nó ngán bố mẹ quá. Ghê nhỉ? Cậu bé khá đấy. Mai ta sẽ biết rõ mặt mũi loại phụ huynh này. Ồ không, thực tế họ không có động cơ cho con mình chết chìm đâu. Hơn nữa lại cùng cả bảo mẫu. Tôi quan tâm tới một điều.
Cách nào mà họ biết về chuyến đi và về chúng ta? Đó, đó mới chính là câu hỏi chủ yếu. À, mà làm sao ta gặp được họ ở sau cánh gà nhỉ? Thì phải tìm cách chứ. Có một cách đã được kiểm nghiệm. Cách gì? Mai sẽ rõ. Andriuka, đưa ly đây. Làm gì? Thì uống chút cùng bàn thắng này. Thôi được rồi, Andriuka, ngủ thôi. Tớ mệt lắm rồi. Liệu ông bạn điều tra của chúng ta có biết về công ty không nhỉ? Ông ta có thể biết gì chứ? Về chúng ta chả đoán được chính xác đâu. Nếu biết, tôi và cậu đã bị tống ngục rồi. Không còn công ty du lịch. Ông giám đốc cũng chẳng còn. Vậy ông ta đoán sao được? Tuy nhiên, cũng chẳng nên vuốt râu hùm làm gì. Phải, chỉ gọi ông ta khi tận số đến. Ngày tận số ấy à? Thôi đi cậu, Gena. Bây giờ thì, mà này cậu làm trò gì thế? Làm gì thế hả? Kìa, làm trò gì thế hả? Mất cả một ngày đi tông rồi. Chả biết Nelly với con sao rồi. Thôi rượu đi, hiểu không? Cai đi. Được rồi, Nelly của cậu ổn hết. Tin tớ đi. Giá mà cậu biết cô nàng thâu tóm công ty, đuổi hết nhân viên của ta thế nào? Có thể cô ấy bị đe dọa. Phải, bị đe dọa. Cô nàng đáng thương quá. Ai đe dọa vậy? Ai à, có thế lực thứ ba đấy. Kẻ đe dọa đã kết thúc với cậu rồi. Chắc chắn 100% cô ả tìm được kẻ khác rồi. Thế thôi. Gena. Gena cái gì nữa hả? Chả nhẽ tôi không muốn điện thoại với cậu? Hay tôi có ý định bán đảo? Hay tôi cướp công ty của cậu? Vậy thì cái tên Vatan kia cũng không thể làm được. Vợ tay vẽ bản đồ càng không thể. Hay Ala Yukova? Càng không. Không mũ mưu được như vậy. Mặc dù ả cũng là đồ chó. Phải, giống như tôi và cậu đây. Mọi chuyện chỉ còn dựa vào cái thằng Yuri chết đuối kia. Chính thằng Yuri này. Đủ rồi, cứ nghĩ vòng vèo làm gì. Đi ngủ đi. Ngủ đi. Cần phải nghỉ ngơi. Mày điên à, hả The? Tao đã bảo không được gọi đến doanh trại cơ mà. Tao sẽ thu xếp. Sắp rồi. Mày phải nghe tao, The. Vào đi, có điều ta thả thuần thế này. Tôi chả biết gì về các cậu. Ngược lại, các cậu cũng không biết tôi. Vâng, tất nhiên. Cởi áo khoác ngoài ra. Sao không thể thả thuần chính thức trên báo chí nhỉ? Chúng tôi là báo lá cải ấy mà. Mọi người không để ý đến mấy đâu. Ra vậy. À, ông chờ chút. Còn tôi lại thích các vụ rầm beng. Đây, ông cầm lấy. Đi tới nào. Chú ý, ngã. Chạy lại. Tôi phải bổ đến đây để làm gì chứ? Ôi, Konstantin Eriyarovich,
Anh hiểu cho, đây là cao trào của tất cả các vở kịch. Vị trí của diễn viên phải ở trung tâm sân khấu, phải nói lời thoại đó ra. Khi tôi bắt đầu di chuyển lên, thế mới hợp logic. Anh nhìn rõ từ sân khấu. Anh nhìn rõ từ sân khấu, còn tôi thấy rõ từ phía khán giả, anh hiểu không? Anh dựng bức tranh hoàn toàn khác rồi. Yura, tôi sẽ không nói lời thoại đó ở đây. Chấm hết. Konstantin Elizarovic, anh quay lại đi. Mai diễn thử sao? Các cậu là ai? Ra ngoài hết đi. Ra ngoài mau. Konstantin Elizarovic. Xin lỗi, chúng tôi đến từ báo, muốn được phỏng vấn ông. Từ báo nào? Từ báo Nga. Báo tin tức văn hóa. Được. Tôi nghe các vị đây. Tóm lại chúng tôi không phải là phóng viên, nhưng là những người rất hâm mộ tài năng của ông. Các bạn này, não các bạn có bình thường không vậy? Chúng tôi đến liên quan việc con trai ông. Xéo khỏi đây ngay. Tôi đã cùng con trai ông trong chuyến du lịch. Xin lỗi, xin anh hãy nghe chúng tôi. Đóng cửa lại. Vậy các anh đến thông báo chi tiết hoàn cảnh con tôi chết à? Hay chuyển đồ đạc cá nhân rồi chia buồn à? Chúng tôi biết chuyến đi này được lập kế hoạch kỹ lưỡng. Các anh cho là tôi chú ý giết chết con trai mình phải không? Phải, chuyện đó được cố ý thu xếp để thoát khỏi những người ruột thịt. Và ông hiểu rõ điều đó. Chúng tôi cũng biết ông không muốn con trai mình chết. Ông biết chuyến đi này từ ai? Các anh làm tâm hồn tôi bị xé từng mảnh. Định làm rõ mọi chuyện rồi buộc tội tôi sao? Thằng bé còn sống, mai diễn tiếp. Không còn, tôi nghĩ nó sẽ về nghỉ ngơi, rồi tỉnh lại. Còn chuyện con chết tôi không bao giờ tha thứ cho mình. Cháu còn sống mà, Vasa còn sống. Này, bình tĩnh lại đi. Nhà hát sao? Đó là một thứ khắc nghiệt. Thôi, không sao. Tôi đây có cả một kho dự trữ. Có đủ như một trạm xử lý chấn thương. Thấy ông ta bây giờ gây gỗ lắm hả? Thì đã nói với các cậu rồi. Con trai ông ta chết, vợ ly dị rồi. Thậm chí những vở kịch đóng cùng nhau nay cũng hủy hết. Vậy vợ ông ta sống ở đâu? Ông có rõ không ạ? Andriuka, biết về ông ấy như thế vẫn còn ít với cậu à? Chào mày.
Автор сценария и режиссер Субхаш. Ворвалась сюда, лучше я сама. Господин, выслушайте меня. Я хозяйка автомастерской. Мой механик чинил машину вашей сестры. Целые сутки не отходил от машины. А она до сих пор за ремонт не расплатилась, да еще засадила его в тюрьму. Твой механик просто негодяй. Он оскорбил меня. Она обманывает. Вроде бы культурная, а сама орет хуже, чем на базаре. Как ты смеешь? Не надо, Делина. Если механик починил твою машину, заплати ей сколько нужно. Так следует поступать со всеми непокорными. Sao đến giờ vẫn chẳng thấy ai nhỉ? Mọi thứ đều có thời điểm của mình. Phải, mọi thứ đều có thời điểm. Rõ rồi. Cậu đúng. Mọi người trên thế gian này đều có thời hạn của mình. Và không ai được trao cho quyền hủy hoại cuộc sống của người khác. Cậu sẽ không bao giờ, không bao giờ giết thêm bất kỳ ai nữa. Vì đâu bà biết được chuyện? Cũng không chắc lắm. Mùi thơm quá. Anh ở lại chứ? Để khi khác nhé. Mọi chuyện ổn rồi. Chờ anh cố chịu nhé. Thằng ấy là ai vậy? Anh họ của em. Họ là hai anh em sinh đôi. Sinh đôi à? Vâng. Chú em đi định cư ở Úc. Khi chết, để thừa kế lại cho em,
Còn họ chẳng có gì. Chào anh. Anh mang đồ đến cho em. Cần phải đi khỏi đây ngay, ở lại không an toàn. Có gì xảy ra trong bệnh viện được chứ? Xung quanh toàn bảo vệ cơ mà. Tin anh đi, mọi chuyện đều có thể. Anh mua vé cho em đi Sydney rồi. Không có anh em chẳng đi đâu hết. Vé này. Còn hộ chiếu đây. Chỗ này để dùng thời kỳ đầu. Khi chưa thu xếp được. Mã rất đơn giản. 12-31 năm mới. Khi nào anh sẽ đến? Nhanh thôi. Số liên lạc đã bị xóa. Chàng thanh niên, cậu sao vậy? Hết tập 22.